Kính thân mến, những lý thuyết về phản ứng đốt cháy axit carboxylic thì thầy trò mình đã nghiên cứu ở nội dung trước đó rồi. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần ví dụ minh họa nhé. Ví dụ đầu tiên, đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn axit carboxylic A bằng lượng vừa đủ oxy thì thu được hỗn hợp khí và hơi có tỷ khối so với H2 là 15,5. Đề bài hỏi các em là A thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? Đây là các phương án A, B, C, D hỏi chúng ta. Và để làm được như vậy thì các bạn phải căn cứ vào cái số liệu duy nhất ở trong đề, đó là 15,5. Đúng nào? Ok, bây giờ mình sẽ tóm tắt đề nhé. Tóm tắt đề, thành phần của anh A nó là 3 nguyên tố CHO thôi, đúng chưa nào? Ok, ví dụ số 1. CHO. Thì khi cộng với anh oxy thì tôi sẽ thu được là CO2 và nước. Người ta cho các bạn tỷ khối thì từ tỷ khối này chúng ta có thể đánh giá được số mol của anh CO2 và nước đấy. Và như sau. Giả sử thầy đặt số mol của anh CO2 là bằng x mol nhé. Thầy đặt bất kỳ đi. Anh đặt là A đi. Anh này là B mol đi. Được chưa? Thầy đặt là số mol bất kỳ. Thế qua đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn hai cách này. Cách số 1, chúng ta sẽ tính M trung bình của cái hai hỗn hợp sản phẩm này. M trung bình của anh hỗn hợp sản phẩm. Thế sẽ bằng gì ạ? M trung bình thì nó sẽ bằng M của hỗn hợp chia cho N anh hỗn hợp. Đấy, M lớn sẽ bằng M nhỏ chia số mol đấy. Đúng chưa? Ok. Nó sẽ bằng gì đây ạ? Nó sẽ bằng là 44A cộng với lại 18B trên cho A cộng B. Đó. Và M trung bình hỗn hợp nó sẽ tính theo con số 15,5 này. Nên tại sao? Chúng ta có D của hỗn hợp sản phẩm trên H2 nó sẽ bằng 15,5. Thì điều này là tương đương ra, chúng ta sẽ có được là M trung bình của hỗn hợp sản phẩm trên cho M lớn của anh H2 nhé, trên cho M lớn của anh H2 thì nó sẽ bằng là 15,5. Vậy chúng ta sẽ có M trung bình của hỗn hợp sản phẩm sẽ bằng 15,5 nhân M lớn H2, tức là 15,5 nhân 2 nó sẽ bằng là 6, nó là 31 đúng không? Ok, 31. Vậy thông qua cái tỷ số này đúng không? Có hai con số A và B. Từ đây các bạn sẽ tính cho thầy được là tỷ lệ của A chia B bằng bao nhiêu nhá. Từ đây các bạn sẽ tính được là suy ra được là A chia B nó sẽ bằng 1 chia 1 nhá các em. Được chưa? Đó. Thầy sẽ không biến đổi nữa mà thầy sẽ yêu cầu các em biến đổi và kết quả là thầy đã đưa ra ở đây. A chia B bằng 1 chia 1. Khi A chia B bằng 1 chia 1 tức là số mol của CO2 bằng số mol của nước các em ạ. Khi số mol của CO2 bằng số mol của nước thì chắc chắn đây là axit no đơn chức mạch hở. Các em rõ chưa? Tại sao? Các bạn có phải các bạn vừa nãy chúng ta đã nói về gì ạ? N của anh CO2 trừ N nước